Dạ, em thì em không chơi gì. Em không thích người kính cận. Ủa sao vậy? Em không cận. Hai bốn mắt nhìn nhau mà lại có một cái gì nó chắn ở giữa. Em không nội tình nhưng mà thỉnh thoảng em mít ướt. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trông em này thôi nhưng mà mỏng manh dễ vỡ. Ôi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đời cuối con đường, sẽ đi chọn đời cuối con đường. Ủa, đàn hát hả? Hôm nay đầu tiên em xin gửi lời đến chào anh Tuyển Ninh, chị Cát Tường. Em tên là Đặng Quang Huy, em sinh năm 1994, đang công tác tại tỉnh Gia Lai. Gia đình ở thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, quê gốc ở Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Em có thể nói cụ thể cái việc của em trong quân đội đang làm gì? Công việc cụ thể của em là sửa chữa, bảo quản vũ khí khí tài. Chuyên ngành chính của em là bên phòng không, vũ khí bắn máy bay. Ghê vậy? Hết ạ. Hơi căng thẳng xíu, thoải mái lên nào. Sao chiến sĩ gì bên đó rụt rèo quá vậy? Ừ. Rồi, em gái mình giới thiệu, mình phải trấn áp bên kia luôn em. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào xin em. Chào toàn bộ quý vị khán giả. Tên em là Lê Thị Hạnh ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là sinh sống và công tác tại Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hiện tại thì em đang làm quản lý cửa hàng thời trang của shop của chuỗi cửa hàng thể thao Thế Giới Đồ Tập ạ. À, làm thời trang ha, hèn chi, nhìn đẹp quá. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nghĩ là em là một người biết lắng nghe và biết chia sẻ. Em khá là dễ tính, em thích sự đơn giản nên là không thích cái gì phức tạp lắm. Còn điểm yếu của em thì là em nói hơi nhanh và em thấp nữa. Rồi, mời bạn trai. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Em rất là dễ tính, phóng khoáng, rất là tâm lý, chú đáo việc trong gia đình cũng như việc của đơn vị. Có thể nói là người đàn ông của gia đình. Quá dữ. Điểm yếu là gì? Em không thích chơi thể thao. Trong quân đội phải chơi thể thao chứ. Những thời gian đấy em dành cho việc khác. Em chơi gì? Dạ, em thì em không chơi gì. Không chơi gì luôn? Ví dụ như là đi làm tăng gia cùng anh em ở trong đội hoặc là việc gì đó. Việc gì đó là việc gì? Quét rác hoặc là... Thế mạnh hả? À không, đến là điểm yếu. Điểm yếu. Nhưng mà bây giờ bên đây bạn gái là 26 tuổi, bạn trai là 24 tuổi. Là coi như cô gái lớn hơn chàng trai bên đó 2 tuổi. Chà, nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1 nha. Thế này là hợp quá luôn đó. Em có ngại gì không? Trong tình yêu em không phân biệt tuổi tác. Bởi vì những người trước em thích là toàn là hơn tuổi. Em gái có ngại gì không em? Thật ra thì em cũng hơi thích, muốn người có thể bằng tuổi em thì em sẽ thích hơn. Nhiều khi anh này anh trẻ tuổi hơn nhưng mà anh già hơn em sao? Ai nói già, đừng có dùng từ già. Nhìn người ta trẻ nhưng mà chín chắn hơn. Ờ, chín chắn hơn. À, lập trường vững hơn. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì em cũng không quan trọng ngoại hình cho lắm. Ừ. Cao thấp đều được, không đeo kính bởi vì em không thích người kính cận. Ủa sao vậy? Hung nó cấm. Nó như kiểu là em không cả hai bốn mắt nhìn nhau mà lại có một cái gì nó chắn ở giữa thì lúc nhìn nhau ta tháo kiến ra. Rồi còn không thích gì nữa? Yêu nó, quan điểm tình yêu thì cách chân thành, chung thủy, quan điểm rõ ràng, muốn chia sẻ với tất cả với nhau những cái chuyện nhỏ nhất. Bên kia có đáp ứng nhu cầu được bên đây được bao nhiêu phần trăm đơn không? Đơn giản quá. Đơn giản quá anh. Đơn em nghĩ là em đáp ứng. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Không đứng núi này trông núi nọ ấy ạ. Vậy thì thôi hả? Lẽ đứng núi này trông núi này. Tao đứng núi bên này tao phải nhìn núi bên kia có cái gì không chứ. Chứ khi nào lên núi mà nhìn tại núi này không? Phải quan sát hết xung quanh mình có cái gì. Quan trọng là mình quan sát xong mình có tới đó hay không thôi. Mình quan sát xong mình mới thấy mình đứng cái núi này ngon à. À, mình phải nhìn xung quanh để biết núi mình là số 1 chứ. Rồi vậy thì em gái mình có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ, em thích một chàng trai là người, cao ráo ạ. Cao ráo, cao nhiêu? Khoảng tầm 1m7 là... Anh bên kia cao nhiêu? Em 1m7 ạ. Rồi, đúng chuẩn. Em cũng thích chàng trai mà trắng một chút. Chà, anh này anh đi quân đội sao anh trắng được ta? Trắng à? Dạ. Trắng à? À, anh ngồi trong phòng anh sửa chữa thôi phải không? Anh sửa vũ khí ở trong phòng không mà. Thế là em là trắng, là trắng như đi có rám nắng đen thì không sao cả. Mặt mày có rám nắng chút cũng được nhưng mà ở trong là nó trắng là được rồi. Ở trong em có trắng không? Có khúc trắng khúc đen. Cô gái tìm người yêu cũng lạ nha. Dạ vâng, em thích là nếu như người đó có ý tưởng kinh doanh một chút nữa thì em thích, nghĩa là tính cách cởi mở hướng ngoại ạ. Anh này trong quân đội có làm thêm đó,
là tăng gia sản xuất trồng rau chăn nuôi được không? Dạ được ạ. Em thích con mẫu con trai nó độc lập một chút, không lên có kiểu hơi lụy tình á, cái kiểu đó em rất là sợ. À kiểu như mà bạn gái giận rồi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đồ phải không? Có không em? Em không lụy tình nhưng mà thỉnh thoảng em mít ướt. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Trông em này nhưng mà mỏng manh dễ vỡ. Ôi. Em thích người mạnh mẽ. Ôi đội mà mong manh dữ lắm luôn hả? Thích người không, mạnh mẽ. Không, đấy là với người mà mình yêu thôi. Còn với người ngoài thì rất có là khó. Có bao giờ em ngồi em khóc một mình chưa? Chảy một hai giọt nước mắt thì cũng có. Đấy là lúc giận người yêu thôi. Rồi. Thôi bây giờ điều gì em gái không thích ở người bạn trai nè? Em không thích chàng trai hút thuốc. Chắc có quá. Có hút thuốc không em trai? Dạ em có ạ. Đó thấy chưa, tôi chưa chung qua mà tôi biết có luôn á. Em cũng không thích con trai hơi khó tính. Gia trưởng nữa. Anh này anh mít ướt, anh nghe lời bạn gái, nghe lời vợ lắm. Anh không có gia trưởng gì đâu. Em nạt cái anh khóc à. Em thấy người có chủ kiến đó. Em cũng không có chủ kiến chứ. Mình sửa chữa đồ đạc, mình phải nghiên cứu, mình quyết định sửa đâu là sửa đó. Chứ đâu phải nói bậy, sửa bậy là đâu có được. Em chị ạ. Hút thuốc bỏ được không cưng? Em thì rất là yêu và chiều người yêu. Nhẹ nhàng thì em sẽ bỏ. À là có tiềm năng vẫn bỏ được. Mà hiện giờ hút nhiều không? Ngày hút mấy gói? Dạ, đấu làm gì? Dạ, đấu làm gì? Chứ nhiều vài điếu, à, vài điếu. Chắc là đến lúc có con thì chắc là cũng không hút nữa. À, mới 24 tuổi à, định bao lâu thì mới lập gia đình? Em định trong năm nay ạ. Nhưng bây giờ cái chuyện hẹn hò giữa hai bạn thường thấy cũng hơi căng. Thực ra thì là nếu mà đến được với nhau ấy, xa cách thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người có nhớ được về nhau hay không thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ lấy cô về rồi cô ở đâu? Theo định hướng của em thì là em sẽ về nhà và lập nghiệp ở nhà. Nhà em ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Quảng Bình. Cao Phong là cam, Cao Phong cực ngon luôn. Này nè đúng không? Nhà em trồng hả? Ừ. Vâng, nhà em trồng. Nhà em có bán cam không? Có. Vườn cam được bao nhiêu? Ba vườn, là mỗi vườn khoảng tầm 1 hát ạ. 1 hát? 3 hát là cũng cam nhiều lắm hả? Cam ngon hả nghe, ngọt hả nghe. Không mà nãy giờ em vẫn còn rối chưa có hiểu là cái vụ là làm dâu bây giờ ở về là ở ba chung với ba mẹ em đúng không? Trong thời gian một thời gian rất là ngắn. Đất ngay em về, mà về Gia Lai là vẫn làm trong quân đội chứ? Vâng ạ. À mà đơn vị công tác chuyển về Hòa Bình đúng không? Vâng. Tôi làm mai tôi phải hiểu, tôi mới phân tích được, em hiểu rồi đúng không? Dạ, yeah, hiểu. Đẹp trai dễ thương. Em qua coi đàn gái sao mà bà mối mà hỏi dữ vậy? Ồ, trời em gái dễ thương. Anh bên đây thì trẻ trung lắm. À, nhưng mà rất là chín chắn, bất kỳ người nào vào môi trường quân đội ra cũng đều chín chắn hết. Cái vụ hút thuốc nhỏ thôi ha. Ồ, cam Cao Phong ngon lắm em, thương hiệu nổi tiếng đó. Suy nghĩ hiện tại của em là em chỉ thích sẽ lâu nghiệp ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng nếu tình yêu đủ lớn, đủ thăng hoa thì chúng ta có thể đi khắp thế giới nếu như mà ở đó có người chúng ta yêu. Quan trọng là có đủ lớn hay không? Đúng rồi, đủ lớn hay không? Bây giờ chưa gặp mặt thì mình nói về thôi. Nhiều cặp lên đây cũng vậy đó. Không, em không về đâu, thôi em không về đâu, gặp mặt cái về. Ha, suy nghĩ cho kỹ, chúc gặp ảnh nha. Dạ. Hôm nay quan em đi với ai chị sẽ hỏi thêm ý kiến người thân của em. Dạ, nay em đi cùng với chị gái và các chị trong cùng cơ quan ạ. Chị ruột hả? Dạ vâng ạ. Chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Cát Tường và rồi, chào các bạn khán giả trường quay ạ. Thì mình rất là ngạc nhiên khi mà Hạnh nói với mình là sẽ tham gia ghi hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò á. Bởi vì đối với mình Hạnh là người sống tự lập, có vẻ sống kiểu nội tâm á, trầm tính chứ không thích thể hiện nhiều. Còn về bạn trai bên này á, thì thực sự ấn tượng đầu tiên của chị với bạn là về chiều cao thì đủ tiêu chuẩn của em đấy. Đẹp trai, hiền lành, thật thà và có vẻ là cũng chín chắn. Chị cũng mong hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Em Huy đi với ai? À, hôm nay em đi với đội trưởng của em. Bên gia đình là có bố của em ạ. À, bố từ Hòa Bình vào luôn hả? Vâng. Dạ, con chào bác. Xin chào tất cả khán giả và chào cả nhà. Tôi là bố của cháu Huy đây. Cũng gần 2.000 cây số vào trong này cũng dự cái chương trình này. Thì bây giờ gia đình là cũng nói tóm lại là thèm lắm. Cũng để muốn cho cháu xây dựng gia đình. Nhưng mà bác trai thấy bác con dâu tương lai mình thế nào? Rất tuyệt vời, không có gì để nói nữa đâu. Dạ, cảm ơn ạ. Theo bác trai cái khoảng cách đó, về địa lý á, nó có ngăn cách được cái tình yêu cũng như cái sự cố gắng nỗ lực của bên phía đàn trai không? Các cháu ở đâu, công tác ở đâu, lập nghiệp ở đấy cũng được, không làm sao giờ. Trong Nam ngoài Bắc thì thấy nó gần, thông thương, nó cũng dễ, chả vấn đề gì hết. Cảm ơn bác nhiều. Ha. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ để gặp sếp đi ha. Xin kính chào hai MC, xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Xin chào em gái. Về nhận xét về em gái là ok rồi đấy, anh ngồi dưới đây là ok rồi. Còn là hai thầy trò mình đi từ Tây Nguyên xuống đây, bố từ Tây Bắc xuống đây là thống nhất nhau tiêu chuẩn về bạn gái là không gì phải bàn cãi. Anh mong hai em
cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu. Mà em hơn Huy 2 tuổi thì em yên tâm là đối với Huy là rất tâm lý. Ở đơn vị là Huy là một người rất trách nhiệm trong công việc, là biết chia sẻ, biết quan tâm người khác. Thì Huy 24 tuổi thôi nhưng mà già trước tuổi rồi. Dạ em cảm ơn ạ. Thì nghe khi em đăng ký thì em cũng có ý định là mình về quê lập nghiệp, mà em là ở Hưng Yên đúng không? Dạ đúng ạ. Thì bây giờ mình về gần quê nhà mình cũng được, có sao đâu. Quan trọng là hai bạn tâm gặp sự mặt thế nào nha. Đó rồi mình nói cố tiếp gắng ha. Nhìn coi mình có cảm hứng là tự nhiên mình mới thay đổi được suy nghĩ. Kéo màn. Đó, cam quê nhà của ảnh đó. Có món quà dạ. Rồi, muốn gặp em. Cảm ơn. Đưa ra không quá nhiều, tặng anh một trái táo. Có trái táo đây là ý nghĩa gì em? Táo có chuyện bẫy chú lùng với Bạch Tuyết đó. Dạ, thực ra thì quả táo có nhớ về một cái định luật ngày xưa học mà vật lý ấy, là định luật Newton, nó tìm ra về vạn vật hấp dẫn. Nó màu đỏ và em cảm thấy nó khá là đẹp. Với táo cũng bổ dưỡng với ngon mà. Hy vọng khi mà anh bạn ăn cái miếng trái táo đó có thể nhịn tên em. Việc đơn giản em cũng thích ăn thôi. Cảm ơn em. Bởi vì tính anh cũng rất là thích ăn táo, mặc dù nhà anh trồng cam. Vậy thì mình có thể trồng thêm một cây táo nữa. Nhà anh cũng trồng táo nhưng mà không trồng táo to, mà anh lại chỉ thích ăn táo này thôi. Em muốn hỏi một chút về anh thích mẫu người con gái như thế nào? Kiểu thích con gái dịu dàng nữ tính hay là thích mẫu con gái độc lập một chút? Với anh thì anh cũng rất là dễ tính thôi. Con gái thì nếu mà yêu và làm vợ anh ấy thì phải ghê ghê một tí. Nếu như giả sử trong tình huống người yêu của anh gặp khó khăn thì anh sẽ làm gì? Ví dụ nếu anh ở gần thì anh sẽ giúp đỡ. Đấy là ở gần, còn nếu mà anh bận việc của đơn vị có thể là anh sẽ nhờ bạn anh. Không nhờ bạn được đâu. Bận việc. Nhờ bạn đẹp nguy hiểm quá mà nhờ bạn nguy hiểm lắm mà. Trước khi cô ấy tiến hành bấm nút thì em có thể hát tặng một bài nào đó thật tình cảm. Thực ra thì em hát rất là dở. Chính là cái dở mới dễ ấn tượng đó. Càng dở càng ấn tượng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đời cuối con đường. Sẽ đi chọn đời cuối con đường. Ủa đang hát hả? Em cảm giác là anh hơi bối rối quá. Trước một người đẹp bao giờ những chàng trai cũng bối rối. Ngay cả người đã được huấn luyện qua những cái gọi là khó khăn nhất mà nấy còn rung, đừng nói chi ai. Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta quyết định theo nhịp đập của trái tim. Đừng vì bất kỳ điều gì cả. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên. Nào suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Thật là bất ngờ. Tuyệt vời. Chị lo quá. Chị nói thêm cho em vì chị cứ sợ cô này cũng không chịu bấm. Em cảm giác em như thế nào? Em rất là vui và em sẽ cố gắng tán nước cùi. Tán ở trong miền Nam nó tán tức là. Em có thể cho biết một chút xíu cảm nghĩ của em bây giờ, lý do tại sao em quyết định bấm nút mặc dù em còn rất nhiều hoang mang? Em rất hoang mang. Đúng rồi. Nếu như bình thường chắc chắn là em sẽ không bao giờ đồng ý. Thì lý do tại sao? Tại vì khoảng cách của hai người phải nói là quá lớn. Trước đây trong vấn đề tình cảm em chưa bao giờ dám gọi là bước vượt ra khỏi một cái gì đó của bản thân mình, có một cái hàng rào. Chứ lần này em muốn thử một lần. Và bây giờ thì kết quả đã bấm nút nhau rồi. Hai bạn nắm tay nhau đi đã nào. Bắt đầu từ bây giờ, thời điểm này, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và tôi tin rằng một ngày không xa, các bạn sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo của bác các bạn. Bác trai có một ý kiến cho hai cháu lúc này thấy hình ảnh này đẹp đôi không ạ? Cảm xúc của bác bây giờ như thế nào? Bản thân người bố như những lúc như thế này thì phải nói là tim đập nhanh và hồi hộp và rất sung sướng. Rất tuyệt vời. Hai con gần được nhau thì tuyệt vời nữa. Trên cả tuyệt vời. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Kết thúc chương trình, hai bạn có thể đến đây xem phim để có một không gian lãng mạn. Một nụ hôn đi nào. Nói vài câu xin chị cái đi, có chị ngồi kìa. Em rất là... Em sẽ cố gắng là một người bạn trai tốt. Xinh. Em xin phép chị cho em thơm bạn ấy một cái ạ. Chưa có trúng má, không ai thấy chưa á.
Thôi được rồi, rồi chúc mừng hai bạn. Từ xưa đến giờ thì em chưa người yêu ạ. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. Anh cứ lo là cô gái không ánh mắt. Em cũng nghĩ vậy đó chứ. Nhưng mà cả hai đều là những người khó có cơ hội tìm một tình yêu nên họ nắm bắt cơ hội này. Hy vọng với cái sự quyết định ngày hôm nay sẽ dẫn hai bạn ấy đến một bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn gia đình và cảm ơn cơ quan của đồng chí Huy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, huyện Mang Giang, Gia Lai. Cụ thể công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội. À, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Vi, năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Vậy là cũng thuận lợi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thôi giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Em xin hết. Trời ơi. Bạn trai cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn ấy hát quá hay ạ. Quá hay. Quá hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Kệ nó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình ạ. Trời ơi. Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ giới thiệu điểm yếu. Rồi, em gái. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Mọi người cũng nhận xét em là hơi khó tính đó. Nhưng mà em không thấy em khó tính. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Ừ. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm, sống thiên về tình cảm là nhiều. Rồi chị hỏi em gái một câu, mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao lại cần nhờ tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tại sao lại ế? Từ xưa đến giờ thì em chưa có người yêu ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít, hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. À. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. À dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Dạ. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào ngồi cười chúm chím hoài nè. Bên kia làm sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phần. Em được. Muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ. Thôi, bộ đội gọn quá gọn, sạch luôn. Dạ. Bạn trai sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Bộ đội là yên tâm với vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương có dạ. À nha. Dễ thương là có nụ cười chúng chiếm à, dễ thương lắm á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không?
Hay là... người lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Kéo màn lên, cố gắng làm gì của em rung động nha. Khó quá, cái chung chung không biết thì sao để chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Nhìn phải duyên, phải dễ thương. Cái duyên này nó hơi khó ha. Không có nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Tôi nhìn tôi thấy cho tôi còn khoái đừng nói chi cổ. Cười có duyên lắm, cười có em trai cười coi mọi dưới cười không? Đó. Thấy chưa? Chị bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em không quan trọng lắm về ngoại hình, dễ nhìn là được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều, không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng rồi, tại vì thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, thôi thế thôi ạ. Thế thôi. Dạ. Để em, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á, thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Nói chung là ảnh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý rồi. Cười em cười. Sao chị? Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đó. Mà có khỏe không? Quân đội khỏe. Hỏi khỏe không? Bậy, ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong phòng sửa máy móc không riết rồi. Quân đội là không có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Ông rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không yếu. Giác cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này giác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, bác người cũng nổi ạ. Gồng lên cái chị coi. Có chuột, có chuột rồi ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn nè. Giờ hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao, dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà nó thấy mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà, có gì đâu xấu hổ. Vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ em... nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Nhìn con người ta hoài, tôi mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi trời luyện. Rồi bao lâu đám cưới? Cổ nó muốn 2 năm đó, được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. À, em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia anh có cam hậu thuẫn dạ, chưa? Hồi mai mới hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi. Chàng gái ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có cảnh chờ đợi, dạ, cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử lần đi. Dạ. Thế lâu lâu cái được gặp nhau có nó đã. Đã hiểu lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ, chưa. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm rồi. Luôn á. Cảm ơn. Rồi thôi được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Em chào Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Nhận xét về bạn trai thì hơi gầy, tầm cỡ 5kg nữa được. Cho hỏi là mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Chứ không nhất thiết phải về quê. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Em nhận xét Vi là một người rất là thẳng tính. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau, đó là tùy thuộc vào hai bạn. Hôm nay nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đội trưởng và anh họ của em. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này, em gái ở trước. Lực ơi, em gái là em 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi á. Còn về nhận xét bên phía đồng chí Lực. Đồng chí Lực là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng, sạch sẽ đúng không? Đồng chí Lực là ok, không vấn đề gì. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau có hết.
Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cho anh trai, anh họ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Đánh giá về Lực, Lực là một người rất hiền, chịu khó, nhưng mà nhát gan lắm. Nhát gan hay nhát gái? Nhát gái, nhát gan, kỳ lắm à. Vâng, đánh giá về bạn gái bên đây là ok, tùy duyên hai người. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn, rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau, cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có má lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì không? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, dạ, có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk. Anh nghỉ nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị, anh không ra ngoài được. Dạ. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Chứ lại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một, dạ, cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Theo em thì cứ lưu quy được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Dạ. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Dạ. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Dạ. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Phải làm sao, sao chứ? Sao cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ? Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Dạ. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm nên em yên tâm, có thể, dạ, yên tâm về nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được vậy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Dạ. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Lúc đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Em hên là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh đã có trách nhiệm. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Sao em gái? Dạ. Em gái dễ thương quá. Dạ. Rồi, chúc mừng hai em. À, mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lần đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả và một nữ bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng, Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom không, đơn vị. Bên đây bạn gái sợ được kìa.
đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Thằng nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem cho anh nhá. Ừ, cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ô vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? À, thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. À, anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Dạ. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải nó có gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa đâu có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 tuổi không? Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm mà không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Rồi, em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè? Mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ cái này nè, là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. Dạ, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn em phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi. Vậy à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mét bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót. Được, không xem. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi, có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu rồi, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm đó là lộ quá rồi anh. À, có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được. Mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quýu quýu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Đó, có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À, có, nhậu có. Ủa, nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc là 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi.
Ôi chào dạ, em gái. Dạ, em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ừ, Xuân Độc anh ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ như vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì cái thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy. Không có. Thì đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn là khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Dạ cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương, dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến mình đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh Duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục những cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Kéo màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa phải hoa màu đỏ và phải bó lại tròn như thế này em mới thích. cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi, mình với bạn nào đây hết á. Và khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này đây thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh, nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai.
thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật, bởi vì mình là sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quyền Ninh. Anh cũng là trưởng nè, cũng hai đứa con gái nè, vui như Tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng con mình, nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình á, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. Đây chiếc vé xem phim, chúng ta có thể xem phim để tìm hiểu về nhau với hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Ở đây quà tặng dành cho hai bạn, quà tặng từ Viettel là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu và được cài sẵn ứng dụng của Mocha. Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ liên lạc với nhau nhé. Nắm tay nhau nào, nắm tay nhau nha. Đừng rời xa nhau nha. Em gái dễ thương lắm đấy. Hãy giữ thật chặt, nắm tay thật chặt, đừng buông. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu.